Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn cách làm món canh trứng đậu hũ cà chua thơm ngon đậm đà. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn đang muốn cải thiện khả năng nấu ăn trong thời gian ngắn thì hãy thử tìm hiểu về khóa học nấu ăn ngon online ở đường link tại mô tả của video này xem sao nhé. Món canh trứng đậu hũ cà chua đơn giản, nhanh chóng với những nguyên liệu đơn giản và bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình canh vừa có vị bùi béo của trứng, chút chua chua của cà và đậu hũ mềm thơm rất dễ ăn. nhanh tay lưu công thức lại ngay nhé. thành phần khẩu phần 4 người cà chua 2 trái, trứng gà 1 quả, đậu hũ non 1 miếng, bột bắp 10 gia, bắp mỹ 50 gia, dầu ăn 2 muỗng canh, hành lá 1 cây. hướng dẫn thực hiện: một cà chua rửa sạch, khía sơ và đem trần với nước sôi, vớt ra lột bỏ vỏ rồi cắt hạt lựu bỏ ruột, đun nóng chảo sâu lòng. Cho cà chua vào xào chín mềm, nêm chút muối rồi thả bắp vào xào cùng. Trứng đập ra chén đánh tan. Chế nước vào nấu đến khi canh sôi lên thì đổ trứng đã đánh tan vào và khuấy nhẹ. Hòa tan bột bắp với nước và chế vào nồi canh. Đậu hũ non cắt miếng cho và cho vào nồi đun trên lửa nhỏ lưu diêu, hai, sau đó nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình. Hành lá sắt nhỏ, cho vào nồi và tắt bếp là xong rồi đó. Múc canh ra chén và dùng ngay khi còn nóng nha ba canh trứng đậu hũ cà chua cực kỳ dễ nấu với hương vị thơm lừng ngon lành và hấp dẫn chắc chắn là món ăn ngon cho bữa cơm gia đình đấy nhanh tay lưu ngay công thức lại nha